Vâng, và đây là mặt tiền siêu phẩm mà ngày hôm nay Phương sẽ giới thiệu cho quý vị, chị, quý bà con cùng tham quan. Một căn nhà góc hai mặt tiền, thiết kế 2 lầu, 1 trệt, 1 tum, đúc 3 tầm rưỡi cho quý vị, chị, quý bà con cùng tham quan nhé. Một căn nhà view cực kỳ là đẹp luôn, góc hai mặt tiền đây quý vị thấy thì mặt tiền đường trước nhà của chúng ta ở đây sẽ là đường 13m. Dân cư ở kín mít hết, rất là đông đúc quý vị nhá. Ở đây thì quý vị có thể mở văn phòng công ty cho thuê kinh hoặc là kinh doanh buôn bán với mức độ trung bình. Nếu mà quý vị, chị, quý bà con đang có ý định mà xây nhà hoặc là mua nhà thì hãy cùng em Phương review chi tiết căn nhà này nhá. Một căn nhà rất là đáng đồng tiền mất kẹo. Đây là một cái mẫu rất là mới của năm 2023. Một căn nhà rất là đáng để mà sinh sống nha quý vị. Bây giờ em Phương sẽ tiến vô bên trong cho bà con cùng tham quan này. Bên trong thì quý vị thấy là bên ngoài có cổng rào đầy đủ hết. Rồi tất cả đều bằng sắt CNC, thiết kế rất là cao cấp. Nó cũng xứng tầm với lại cái phần mặt tiền cũng như là phong cách bên ngoài của căn nhà. Tất cả đều bằng thiết kế và thi công bởi các vật liệu xây dựng mà hiện đại và là tốt nhất nha quý vị. Một cái mẫu góc hai mặt tiền rất là sang. Cổng ở đây thì chúng ta sẽ có cổng sắt 4 cánh, sắt CNC nhé. Thiết kế rất là đẹp. Bên ngoài chúng ta có cả sân để ô tô luôn. Đấy, sân để ô tô luôn nhé. Và phần mặt tiền ở đây thì thiết kế rất là xịn sò, cực kỳ là cao ráo. Mặt tiền dưới thì quý vị thấy là ốp full đá bóng kiếng hết nhá. Rồi tiếp theo đi vô bên trong này có một lớp cửa sinh pha với kính cường lực. Ngoài cổng chính ra mình còn một cổng phụ ở bên hông này nữa nhá. Cổng phụ bên hông này thiết kế cũng rất là VIP luôn, chẳng thua kém gì cổng chính đâu. Cửa ở đây thì chúng ta sẽ có hệ cửa lùa sinh pha, hệ đời mới quý vị nhá. Đó, với kính ở đây thì chúng ta sẽ có kính cường lực và nhôm rất là dày. Kính ở đây chúng ta sẽ có màu xanh đen. Bên ngoài nhìn vô sẽ không nhìn được nhá. Đó, mọi người thấy không? Bên ngoài nhìn vô thì chỉ có phản chiếu hình ảnh ngược lại thôi. Tiếp theo chúng ta đi vô bên trong không gian bên trong nhà này. Trong nhà này thì quý vị thấy là không gian rất là rộng rãi nhá. Quý vị thấy ở đây thì bên em tặng kèm theo một bộ bàn ghế salon cỡ lớn, nhưng mà nó chỉ nằm lọt tỏm vào một góc của căn nhà thôi. Đủ hiểu là căn nhà này phòng khách nó sẽ rộng như thế nào. Vách salon cũng rất là đẹp. Trần ở đây thì quý vị thấy là trần ở đây bên em dát vàng luôn quý vị nhá. Dát vàng. Và bên giữa trần thì quý vị thấy là có một cái cây đèn chùm rất là to và cực kỳ là ngầu nhá. Trần rất vàng, rất là sáng và cực kỳ là đẹp. Và ở đây thì không gian vách tivi. Vách tivi ở bên đây thì bên em có làm sẵn tủ kệ này. Rồi có không gian trang trí bởi các tấm PVC vân gỗ và vân đá. Rồi bên cạnh đó bên em còn tặng kèm theo cả một bộ dàn karaoke và có cả tivi như thế này. Đấy quý vị thấy không? Nhà rất là rộng rãi nhá. Diện tích ở đây sẽ là ngang 5 dài 16m. Ngang 5 dài 16m. Đúc 3 tầm rưỡi. Tặng cho quý vị một bộ bàn ghế gõ đỏ xịn sò như thế này. Đó, mọi người thấy không? Quá là đẹp luôn bà con ơi. Đây là gỗ gõ đỏ như gỗ tự nhiên nhá. Rất là sang trọng và lịch sự này. Đó. Một cái bàn lớn và một cái bàn nhỏ như thế này. Một cái đôn và hai cái ghế tựa. Ghế đây nằm theo phong cách hoàng gia nhá. Đấy quý vị thấy ở đây gạch nền 80x80 này, xài gạch khổ lớn. Và chúng ta sẽ có cái trụ, hai cái trụ đi lên đầu trên. Trụ rất là đẹp, ở đây trụ lớn nha quý vị. Trụ ở đây chúng ta sẽ có trụ 22. Rất là to, siêu to, siêu khổng lồ. Và ở đây chúng ta sẽ có cầu thang đi lên đầu trên này. Cầu thang ở đây thì đá đen kim sa kết hợp với lại đá trắng, chân đen cổ trắng nhá. Đá tự nhiên. Trụ đây bà con theo trụ này, trụ rất là to luôn, siêu to, siêu khổng lồ, rất là VIP. Và ở đây thì bà con thấy là có trụ inox 3.4 với nan can. Ở đây chúng ta sẽ có tay tay 7, tay lớn này. Tất cả đều là gỗ gõ đỏ nha. Một căn nhà to đẹp như thế này thì đồ đạc, nội thất đều xịn sò. Ở đây quý vị thấy là còn được tặng kèm theo một cái tủ lạnh như thế này này. Đó, mọi người thấy không? Rất là xịn nha. Cực kỳ là xịn luôn. Tủ lạnh 4 cánh luôn này. Quá là VIP nha. Nói chung là diện nhà như thế này bên em đã làm tươm tất sẵn hết cho quý vị rồi. Chỉ có xách vali vô ở thôi.
Ai mà đang có nhu cầu đi mua nhà thì hãy liên hệ cho em Phương để cùng tham quan căn nhà này nhé. Ngoài ra còn được tặng kèm theo một cái bộ bàn ăn 8 ghế như thế này. Gỗ tự nhiên luôn. Kệ bếp trên, kệ bếp dưới cũng như thế là tủ trưng bày rượu có sẵn hết cho quý vị. Đó, hệ kệ trên, kệ dưới. Rồi mặt bếp ốp kính luôn quý vị nhá. Mặt bếp ốp kính luôn. Rất là sang chảnh. Một căn nhà rất là tuyệt vời. Ở đây thì quý vị thấy này. Ô, còn được tặng kèm theo một cái bếp âm như thế này nha quý vị nhá. Một cái bếp âm rất là đẹp, rất là sang trọng. Đấy, mọi người thấy không? Đầy đủ hết từ A đến Z, không thiếu cái thứ gì cả. Rồi chậu rửa chén luôn này, chậu rửa chén có một cành luôn này. Đấy. Ở đây thì quý vị có một cái máy lọc nước nữa này. Đầy đủ chưa? Quá đầy đủ luôn. Kệ trưng bày rượu như thế này, có tha hồ cho quý vị, chị quý bà con cùng trưng bày rượu không gian này nhá. Và cả không gian này nữa này. Phía sau nhà thì ở đây thì ô còn tặng kèm theo một cái máy giặt nhá. Không gian giặt giũ phơi đồ ở đây. Đấy quý vị thấy không? Trang bị hết cho quý vị nha. Rồi Nabo rửa mặt. Chậu rửa mặt kết hợp với không gian tủ đựng đồ như thế này nhé. Đấy, mọi người thấy không? Rất là xịn. Và cái hệ gương soi sẽ như thế này. À, cái này có thể mở ra mở vô được này. Đựng mỹ phẩm vô tư thoải mái nhá. Đựng mỹ phẩm. Đấy, mọi người thấy không? Đựng mỹ phẩm. À. Ok, tiếp theo sẽ là không gian nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì quý vị thấy thì ốp đan một màu thôi, từ trên xuống dưới xuyên suốt hết. Rất đẹp và rất sang trọng. Ở trong này thì có bồn cầu điện khối này, có tắm sen thuyền, đầy đủ hết. Ok, rất là ngon. Bên trong nhìn ra thì quý vị thấy không, không gian này rất là rộng rãi, dành cho anh em nào mà đang có ý định mua nhà mà thích cái diện mà ở nó phải rộng rãi, 3-4 thế ở vô tư thoải mái thì đây là một sự lựa chọn rất là lý tưởng nhá. Nhà bếp thì quý vị thấy ở đây có cái quạt trần rất là mát, ngồi ăn uống ở đây thì tuyệt vời luôn. Anh em nào mà đang có nhà đúng không, mà có cái quạt trần ở phòng khách, ở nhà bếp như thế này thì bà con sẽ hiểu được là không gian này sẽ rất là tuyệt vời nếu như ngồi ăn uống. Kê bộ bàn ăn tới 8 ghế rồi mà vẫn còn rộng rãi như thế này nhá. À, bật mí một chút về giá bán của căn nhà này là 6 tỷ nhá. À, giá bán 6 tỷ nhưng mà vẫn còn có thương lượng. Hãy liên hệ ngay với em Phương qua số điện thoại trên màn hình để đến coi thực tế và thương lượng về giá. Ở đây chúng ta sẽ có cái cửa để ra bên ngoài này. Đây bà con thấy không? Có cửa ra bên ngoài hành lang này. Chị em phụ nữ mà đi chợ về đúng không? Đi chợ về mà không muốn đi tắt qua phòng khách thì có thể đi lối này. Cũng rất là ngon lành đúng không? Đấy, có rèm cửa đầy đủ hết. Trong nhà không thiếu thứ gì, chỉ có sách vali vô ở thôi, không phải làm thêm gì cả nhá. Và ngay bây giờ Phương sẽ đưa bà con lên lầu trên, chúng ta sẽ cùng tham quan lầu trên xem có cái gì hay không nhá. Mọi người thấy không, cái bậc lên xuống rất là đẹp. Các bậc nhấn chiếu nghỉ ở đây thì còn có được trang trí một cái hình tam giác nữa này, hình tam giác đang xen gần những kiểu là một bông hoa cho không gian cầu thang vậy đấy. Trên đứng xuống nhìn xuống này, mọi người thấy không, nhìn rất là sang nhá. Tay vịn gõ đỏ luôn, màu rất là đẹp, rất là đẳng cấp. Trên này thì quý vị thấy là có một cái không gian sảnh chờ, không gian này và nối ra bên ngoài, ra ngoài ban công nhá. Ra đây ngồi uống chè, nước hút thuốc, hóng mát, tuyệt vời luôn, chấm hết. Và đầu tiên em sẽ review phòng ngủ phía sau trước. Ở đây chúng ta sẽ có một phòng ngủ phía sau. Phòng này nó to không thua kém thì phòng ngủ master của chúng ta đâu, nhưng mà đây chỉ là phòng ngủ dành cho em bé, phòng ngủ phía sau nhà thôi. Ở đây thì quý vị thấy là không gian này nó nghe đâu đó là ngang ngang 5m, sâu vô là 6m, rất là to cho không gian này, 5-6-30, 30m² cho không gian phòng ngủ này, kết hợp luôn nhà vệ sinh khép kín. Trong này thì được tặng kèm theo một cái giường, một cái bàn trang điểm như thế này, có gương soi và một hệ tủ kịch trần, một hệ tủ quần áo kịch trần. À, còn được tặng kèm theo một cái máy lạnh nhá, một cái máy lạnh inverter Hitachi rất là tuyệt vời, rất đẹp. Và một cái bàn kệ tivi, tủ tivi như thế này. Và một cái góc học tập cho con em ở đây. Kết hợp luôn một cái nhà vệ sinh khép kín. Tất cả các công trình trong nhà đều là khép kín hết. Rất là sang trọng và lịch sự, quý phái đúng không bà con? Đầy đủ hết đồ chơi. Từ chậu rửa mặt này, gương soi, rồi bồn cầu nền khối và vòi tắm sen thuyền. Ốp đát thì rất là cao tới nóc nhà luôn. Ở đây thì các cửa sổ thì quý vị thấy có khung bảo vệ luôn. Với cửa sinh pha, kính cường lực, rèm cửa đầy đủ hết.
Cửa ở đây chúng ta sẽ có cửa nhựa composite hiện đại. Đấy, rất là đẹp nha quý vị. Đấy, rất là đẹp luôn. Chúng ta sẽ cùng tham quan phòng master. Phòng này phòng to này. Đấy. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh khép kín luôn. Master bedroom. Nhà vệ sinh nằm ở trong phòng ngủ. Rất là đẹp nha quý vị. Đó, gương điện này, chậu rửa mặt này, to đẹp này, có tắm chân thuyền này, bồn cầu điện khối này, và ốp đát gạch này rất là xịn sò nhá. Ốp đát lên cao tới nóc nhà luôn. Bên ngoài này thì chúng ta sẽ có một cái tủ tivi như thế này này. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có view ban công. À, xung quanh của chúng ta hai bức tường đều có cửa cả. À, một cái cửa ở đây này, cửa hai cánh và một bộ cửa bốn cánh không gian ở không gian này. Thay hồ chúng ta lấy gió nên sáng tự nhiên cho không gian phòng ngủ và được kết hợp với rèm cửa luôn, rất là đẹp. Và một cái hệ tủ đóng rất là cao lên kịch trần như thế này. À, một còn đã được lắp đặt sẵn một cái máy lạnh nữa. Đấy mọi người thấy không? Chỉ với 6 tỷ mà sở hữu căn biệt thự góc hai mặt tiền. Rất tuyệt vời, một cái giường 1m8, view ban công rất là đẹp. Cái lan can ở đây thì quý vị thấy lan can này, lan can bằng cái bông gang đúc á. Rất mắc tiền nha. Rất là mắc tiền và xịn sò. Đó. Và mời bà con cùng theo chân em, chúng ta sẽ cùng khám phá lầu trên nữa nhá. Xem bên trên có cái gì. Đầy đủ hết đồ chơi này. Cái nhà trên đây bà con chỉ có sách vali vô ở thôi, không phải làm thêm gì cả nhá. À, lên lầu trên hay còn gọi là tầng 3. Đây tay vịn, tay vịn gỗ mọi người theo. Rất là đẹp và rất là sang nhé. Đây cũng có một cái hành lang rộng ra bên ngoài. Ra đây ngồi uống trà, uống nước, hóng gió, hóng mát. À, phòng này phòng số 4 này. Còn đây phòng số 3 nhé. Đây phòng số 3. Phòng số 3 thì quý vị thấy là trần ở đây thiết kế cách điệu hơn bên dưới một chút, kiểu cách hơn. Nhưng mà nội thất bên trong vẫn nhiều như vậy. Từ máy lạnh cũng được lắp sẵn luôn. Rồi có tủ quần áo nằm sẵn này, giường này, bàn trang điểm này, không gian TV này, KTV này, rồi không gian góc học tập ở đây. Trong này còn kết hợp luôn một nhà vệ sinh khắp kín nữa. Rất là đầy đủ nhé quý vị. Nhà này thì mười mấy người ở cũng vô tư thoải mái nhá. Rất là nhiều phòng. Đây là phòng số 4 này. Phòng số 4 này. Đấy. Phòng số 4 này. Cũng rất là đẹp luôn nhá. Cũng có view ban công. À, nhà của chúng ta tọa lạc tại phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương nhé bà con. À, trên trục đường Lê Thị Trung. Một căn nhà rất là đẹp view trên trục đường Lê Thị Trung quý vị nhá. Số 2 Lê Thị Trung. Đó. Chúng ta sẽ cùng khám phá cái tấm trên cùng. Phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương là nơi em đang đứng đây nhá. Trước đây chúng ta sẽ có cái sân này. Đấy mọi người thấy không? Sân này để máy lạnh, ra đây chúng ta có thể là giặt giũ phơi đồ hay là trồng lan, trồng cảnh, trồng cây cảnh. Vân vân. Đây mọi người thấy hàng xóm này. Rất là đông nhá. Thôi em ra bên ngoài để em quay chi tiết cho bà con tham quan đi. Đấy mọi người thấy này, đứng ở trên đây mà hóng mát cũng như thế này. Tiệc tùng thì trên này cũng rất là hay. Đấy. Dân cư ở kín mít hết như thế này nhá. Đấy mọi người thấy không? Người ta ở rất là đông đúc, ngay sau công ty cổ phần Asicook kìa. Đấy, nhà rất là đẹp luôn, dân cư ở kín mít hết, an ninh cực kỳ tốt luôn. Nhà mình nằm đối diện trường cấp 3 Bình Chuẩn, trường cấp 3 Lê Thị Trung đây. Đấy mọi người thấy không, trường cấp 3 Lê Thị Trung á, nhà mình nằm đối diện luôn nhá. Đấy, view rất đẹp nha. View rất đẹp luôn. Rồi, ok, bà con nào mà có nhu cầu đi mua nhà, muốn đi coi nhà thực tế thì liên hệ với em Cường nhá. Từ đây xuống tới chợ đầu mối Thủ Đức, cầu vượt Gò Dưa Thủ Đức tầm 10 cây thôi.
Thủ Đức chạy qua đến tầm 10 cây thôi. Anh em nào mà thích thì có thể liên hệ với em để đi qua căn nhà này, sở hữu căn nhà này nhé. Một căn nhà vị trí rất là đẹp và cực kỳ là đắc địa luôn. Giá bán là 6 tỷ nhé, tại Lê Thị Trung, số 2 Lê Thị Trung, phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương. Một căn nhà mới 100%, sổ hồng riêng nhé quý vị. Sổ hồng riêng có sẵn, mua bán công chứng sang tên ngay. Thì quý vị thấy là không gian rất là to, 80m2 cho một tầng, 3824 cộng với lại tầng tôm trên cùng mình cũng sử dụng luôn, là gọi là 300m2 cho một căn nhà này. 300m2 sử dụng, tại vì sân thượng trên mình sử dụng luôn mà, mình có cầu thang đi lên trên cùng mà. Đấy mọi người thấy không, rất là tuyệt vời, nhà tặng full nội thất hết. Cảm ơn tất cả bạn con đã dành thời gian cho em Phương để coi hết clip này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc bà con sức khỏe và tìm được một chủ đầu tư uy tín nhá. Để đi coi nhà cứ liên hệ với em Phương. Giá bán 6 tỷ có thương lượng, cứ gọi cho em Phương sẽ có giá tốt. Đấy mọi người thấy không, chỉ có xách vali vô ở thôi. Nhà sử dụng toàn nội thất cao cấp, đồ đạc hiện đại. Rồi xin cảm ơn nhá. Nếu mà thấy căn nhà này đẹp thì đừng quên tặng cho em Phương một like nhá. Tiếc gì một like một lượt và một lượt chia sẻ video cho clip này. Và để nhận thêm nhiều các mẫu nhà đẹp miễn phí khác thì bà con hãy bấm vào nút đăng ký kênh ở bên dưới màu đỏ. Để khi mà em đăng video mới lên thì hệ thống nó sẽ tự thông báo về máy cho bà con cùng tham quan nhé. Rồi xin cảm ơn.